Nam mô A Di Đà Phật, kính bái Bạch Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, thưa toàn thể nhân dân Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ sen nở tháng tư, hàng triệu trái tim của những người con Phật lại hân hoan vui đón Ngài Đấng Thế Tôn ra đời. Hòa trong sự hân hoan ấy, Tăng Ni Phật tử huyện nhà, trong đó có Chùa Thiền Bảo xã Nam Thắng, cùng hân hoan đón chào sự kiện quan trọng này để phát huy tinh thần Phật đản, bày tỏ niềm tôn kính đối với Đấng Cha Lành vĩ đại, tri ân sự thị hiện của Ngài nơi thế gian này. Và vinh dự, tự hào hơn, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mùa Phật đản năm nay, Chùa Thiên Bảo xã Nam Thắng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiền Hải chọn làm điểm tổ chức đại lễ Phật đản của huyện. Trong niềm hân hoan này, nhân dân Phật tử Chùa Thiên Bảo đang cùng nhau cắm cờ, trang trí lại ngôi Tam Bảo thêm trang nghiêm và thành kính. Lễ Phật đản là một sự kiện quan trọng đánh dấu việc ra đời của một đấng tối tôn quý, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đây là một lễ hội tôn giáo lớn nhất và có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Bởi vậy, khi những cánh hoa sen đua nở đón chào mùa Phật đản về, hàng triệu trái tim người con Phật lại hân hoan mừng ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi đời. Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đấng Thế Tôn đang xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ là đây, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đa thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy người. Sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng Cha Lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nguồn gốc của lễ Phật đản. Đức Phật Thích Ca tên thật là Tất Đạt Đa Cổ Đàm. Ngài đản sinh vào năm 624 trước Công nguyên và nhập Niết bàn vào năm 554 trước Công nguyên. Cha ngài là Đức vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Tiền thân của ngài là Bồ Tát Hộ Minh, vị Bồ Tát nhất sinh Bổ Xứ tại cung trời Đầu Xuất, nghĩa là chỉ còn một kiếp cuối cùng ở thế gian. Ngài sẽ chứng đạo trở thành một vị Phật toàn giác. Theo truyền thống xưa của Phật giáo Bắc Tông, lễ Phật đản thường được tổ chức vào mùng 8 tháng 4 âm lịch. Theo thống nhất mới, từ năm 1950, Đại hội Phật giáo quốc tế lại thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Bởi theo kinh điển Nguyên Thủy, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Tháng Vesak là tháng 4 âm lịch, còn ngày trăng tròn thì chỉ có ngày rằm hoặc ngày 16. Do vậy, Đại hội Phật giáo quốc tế thống nhất lấy ngày giữa tháng 4 âm lịch, tức 15 tháng 4 là ngày chính thức kỷ niệm Phật đản. Kết hợp giữa Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nguyên Thủy, ngày nay chúng ta có cả tuần lễ Phật đản từ mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 4, hoặc có nhiều nơi tổ chức từ mùng 1 tháng 4 âm lịch đến hết tháng. Năm 1999, Liên Hợp Quốc ra quyết định công nhận ngày lễ Vesak là ngày lễ tam hợp, hợp ba lễ vào làm một: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo,
Đức Phật nhập Niết Bàn thành một lễ được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Liên Hợp Quốc công nhận ngày lễ Vê Sát trở thành một ngày lễ của thế giới về Phật giáo. Tuy có sự khác biệt về ngày Đức Phật đản sinh giữa Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng tự chung lại, chúng ta chắc chắn rằng Đức Phật hoàn toàn có thật. Ngài là một con người bằng xương bằng thịt, hiện hữu trên cuộc đời này. Ý nghĩa của ngày lễ Phật đản. Trong kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 3 Đại giáo Duyên Khởi, Đức Phật dạy: Như Lai vì lòng đại bi vô tận, thương xót ba cõi nên xuất hiện ở đời, tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạt quần sanh, đem lợi ích chân thật, khó gặp, khó thấy như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Quả đúng như vậy. Sự kiện Đức Phật giáng sinh xuống trần thế là một sự kiện vô cùng hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Bởi chúng sinh trầm luân muôn kiếp, chìm đắm trong luân hồi sinh tử, đau khổ vô cùng. Nếu không có ánh sáng Phật Pháp thì chúng ta không biết đi về đâu, cuộc đời này thật vô nghĩa. Không biết vì sao mình sinh ra rồi loanh quanh luẩn quẩn, thỏa mãn các dục và chết. Chết rồi thì không biết đi về đâu, không biết còn hay hết. Ngẫm lại, quán chiếu cuộc đời nhiều lúc thấy nó thật phù du, vô vị. Thế nhưng con người lại cứ hăm hở, tranh danh, tranh lợi, rồi kết cục là ra đi với hai bàn tay trắng. Từ đó, chúng ta mới thấy quý Phật Pháp để tu tập thoát khỏi kiếp sống đau khổ, trầm luân. Bởi ở đời mà không học đạo thì thật vô vị. Trước khi giáng sinh, Ngài là một vị Bồ Tát trên cung trời Đâu Xuất. Vị Bồ Tát nhất sanh Bổ Xứ sẽ thành Phật trong đời này. Ngài quan sát thấy rằng tất cả chúng sinh không chỉ ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, mà trong tất cả pháp giới đối với Ngài đều từng là thân nhân quyến thuộc nhiều kiếp. Ngài thấy được tất cả chúng sinh cùng với Ngài đều từng là cha, là mẹ, anh em ruột thịt nhiều kiếp. Không chỉ vậy,
Ngài cũng quan sát thấy tất cả chúng sinh đều có đầy đủ khả năng để giác ngộ, đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Thứ nữa, Ngài lại thấy giữa Ngài và chúng sinh không có gì sai khác, đều chung một bản tính chân như, đều như nhau không khác biệt. Từ những sự thấy biết đó, Ngài đản sinh mang theo bản hoài là cứu độ chúng sinh, giúp cho tất cả các chúng sinh đang chìm đắm trong đau khổ được giải thoát. Chính vì sự cao quý của Đức Phật nên khi Ngài đản sinh, chư thiên từ các cung trời cũng hân hoan chào đón, muôn hoa nở rộ, chim hót líu lo đón mừng bậc đại giác ngộ ra đời. Cho đến tận ngày nay, để tôn vinh sự kiện trọng đại của toàn nhân loại, người con Phật trên khắp năm châu lại cùng nhau hân hoan, hạnh phúc đón mừng ngày lễ Phật đản. Đây là một dịp đặc biệt quan trọng để hai hàng đệ tử Phật trên khắp thế giới tưởng nhớ, dâng lòng thành kính tri ân đến đấng cha lành của khắp trời người. Nhờ có Đức Phật ra đời mà chúng ta mới cảm nhận ra mình có một kho tài sản vô giá, nhưng lại bỏ quên từ bao kiếp đến nay. Hơn thế nữa, Ngài còn tạo dựng cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt rằng tất cả chúng sinh đều sẽ chứng đắc quả vị Phật như Ngài. Ngoài ra, Đức Phật ra đời giúp chúng ta thấy được những giá trị nhân văn hết sức to lớn mà trước đó không thể tìm thấy ở bất kỳ xã hội nào. Đó chính là sự bình đẳng, tôn trọng con người cũng như tất cả mọi loài. Từ đây, chúng ta thấy được sự ra đời của Đức Phật Thích Ca mang một ý nghĩa vĩ đại đối với toàn nhân loại, là một sự kiện hy hữu bởi Ngài là sự kết tinh của tất cả những gì cao quý nhất trong vũ trụ. Ngài đã chỉ ra con đường đưa đến sự giác ngộ tối thượng nhất, giúp chúng ta tìm được kho báu Phật tính trong tâm mình. Cho nên đến tận ngày nay, để tôn vinh sự kiện trọng đại của toàn nhân loại, người con Phật trên khắp năm châu lại cùng nhau hân hoan, hạnh phúc đón mừng ngày lễ Phật đản. Đây là một dịp đặc biệt quan trọng để hai hàng đệ tử Phật trên khắp thế giới tưởng nhớ, dâng lòng thành kính, tri ân đến đấng cha lành của khắp trời, khắp người. Không những vậy, lễ Phật đản cũng là nhân duyên thủ thắng để xương minh phát triển và hoằng dương Phật pháp.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, kính thưa toàn thể nhân dân Phật tử. Tháng Tư đã về, mùa sen lại nở, mùa hoa vô ưu lại nở, báo hiệu mùa Phật đàn. Người con Phật chùa Thiên Bảo lòng tràn đầy hân hoan đón chào ngày đản sinh của đấng giác ngộ. Chùa tôi ngày đại hỷ, tưng bừng khắp quê ta, vang vọng khúc tâm ca cùng đón mùa Vê Sắc. Triệu tấm lòng con Phật cùng bốn bề năm châu đồng quy hướng đạo màu, hân hoan mừng khánh đàn. Chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 tại chùa Thiên Bảo xã Nam Thắng sẽ được diễn ra long trọng. Chương trình đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 tại chùa Thiên Bảo xã Nam Thắng sẽ được diễn ra long trọng. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, tức mùng 9 tháng 4 năm Quý Mão, từ 7 giờ 30 phút công tác chuẩn bị, 14 giờ tuần đại lễ cúng Phật, 15 giờ chư tăng tụng kinh Phật đàn, 16 giờ ban trị sự cùng lãnh đạo huyện, xã viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Thắng, 19 giờ văn nghệ chào mừng đại lễ Phật đàn. Ngày 28 tháng 5 năm 2023, tức mùng 10 tháng 4 năm Quý Mão, 4 giờ cử ba hồi chuông trống bát nhã kính mừng đại lễ Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an. Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, đón tiếp chư tôn đức tăng ni đại biểu quan khách Phật tử. 8 giờ khai mạc đại lễ Phật đản, niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, 1 phút nhập từ bi quán, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dâng hoa kính mừng Phật đản, diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo huyện phát biểu, tụng kinh Phật đản, nghi thức tắm Phật, thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình, hồi bướng, cảm tạ của ban tổ chức. Kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2567 tưởng nhớ đến Đức Tử Phụ, bậc khai đạo, các chùa cũng kêu gọi mọi người con Phật hãy an trú và tạo điều kiện an lành cho tâm Phật của mỗi người được đản sinh. Nghĩa là chúng ta cần phải đi theo bát chính đạo, chuyển vận con người thoát khổ để tự đem lại hạnh phúc cho mình và cho người như Ngài đã dạy. Thuận tu chính đạo cao vời, bao nhiêu khổ não tức thời tiêu tan. Sau khi chứng ngộ đạo vàng, biết phương cách diệt muôn vàn chông gai, diệt bao chứng nghiệp hại người, đó là con đường ta dạy các người. Tháng Tư về là tháng vô cùng trọng đại của những người con Phật. Nhiều mùa hạ đi qua trong đời Thế Tôn và chúng tăng để lại những dấu ấn khó phai. Đó là công đức giáo hóa của Như Lai, là niềm vui tinh khiết, niềm khinh an lớn nhất của chư tăng từ sự ứng dụng giáo Phật dạy. Tháng Tư trở thành tháng của ánh sáng giác ngộ, tháng của những mùa hạ ngạt ngào hương sen vươn lên từ bùn đất. Với mỗi người con Phật, tháng Tư là tháng được hòa mình và giáo lý tốt đẹp của Đức Phật để tất cả cùng nhau được bình an, hạnh phúc. Đó là tinh thần của người Phật tử trong ngày lễ Phật đản. Ở Việt Nam, lễ Phật đản luôn được tổ chức trang trọng. Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào ngày rằm tháng Tư, giáo hội các tỉnh thành còn tổ chức diễu hành, làm lễ, thả hoa đăng trên sông, tổ chức thuyết giảng về Phật Pháp, xen kẽ các buổi văn nghệ, đèn lồng, làm lễ đài tổ chức. Vào ngày Phật đản, các Phật tử không sát sinh, mọi người đều ăn chay, dọn dẹp nhà cửa và trang trí bàn thờ Phật thật đẹp. Các Phật tử có thể đến chùa để phụ giúp làm công quả, nghe các bài thuyết giảng về cuộc sống, tự chiêm nghiệm về hành động của bản thân để làm cho tâm hồn được thanh tịnh. Tại các chùa, Phật tử thường dựng lên lễ đài lớn, trang trí các xe hoa. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều được thực hiện sao cho không gây tốn kém nhiều, không phung phí. Tất cả được thể hiện bằng tấm lòng thành, vốn là đạo lý nhà Phật. Một lần nữa, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023, cầu mong tất cả tăng ni Phật tử đều ứng dụng đúng tinh thần lời Phật dạy để đạt được khả năng siêu việt, không còn bị khổ đau chi phối và giúp cho người khác cũng được an vui, lợi lạc trong chính Pháp. Phật về mơ cứ vô minh.
dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm ngày, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong